Dạ đi. Dạ nhanh mất. Dạ đi. Dạ. Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trang. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với video thứ 3 của series Một Tí Tết 2020. Thì ngày hôm nay, như các bạn đã thấy ở tiêu đề, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tips, những cái điều mà các bạn không nên làm vào dịp ngày lễ để có thể trở nên xinh đẹp hơn chẳng hạn, hoặc là có thể có một cái đầu năm suôn sẻ chẳng hạn. Còn chần chừ gì nữa mà chưa like và subscribe kênh? Sau khi đã làm xong những việc đấy rồi thì chúng mình bắt đầu đi vào video luôn nha. Đầu tiên các bạn cần lưu ý đấy chính là tuyệt đối không được nặn mụn. Các bạn cứ thử hình dung là trước một buổi đi chơi với bạn bè, hoặc là trước khi đi chúc Tết chẳng hạn, các bạn vào nhà tắm, các bạn soi gương và các bạn nhìn thấy một cục mụn cực kỳ to nằm ở trên mũi, thì cái phản xạ đầu tiên của các bạn sẽ là gì? Mình nghĩ là 99% các bạn sẽ dùng tay để khảy cái mụn đấy, đúng không? Nhưng mà thực ra theo như mình tìm hiểu từ trước đến nay thì bác sĩ da liễu rất là lo sợ cái vấn đề mà bệnh nhân của mình sẽ dùng tay để nặn mụn hoặc là để khảy cái mụn đó đi, bởi vì nó có vẻ như là một cách chữa trị nhanh chóng, nhưng thực ra nó có thể khiến cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhẹ nhất là các bạn sẽ bị sẹo ở mụn, nặng hơn thì những vùng da lân cận của các bạn sẽ bị lên mụn. Thực ra mình biết trong số các bạn có rất nhiều người rất thích nặn mụn, mình thì lại rất ghét nặn mụn bởi vì nó rất là đau, và bởi vì mình biết là cái tay của mình á, nó không có sạch, mặc dù là rửa rồi thì nó cũng sẽ không sạch hết được. Và cái móng tay, đặc biệt là cái móng tay của mình, nó đặc biệt bẩn luôn ý. Cho nên là nếu như các bạn dùng tay để nặn mụn thì không chỉ da của các bạn có thể bị viêm nhiễm, mà móng tay của các bạn cũng có thể bị viêm nhiễm. Và tất nhiên các bạn sẽ không muốn đón một cái Tết với một cái mặt loang lỗ chả ra gì, đúng không? Điều thứ hai các bạn cần phải lưu ý đấy chính là các bạn nhất quyết không được để cho bản thân mình overeating, và đặc biệt là không được ăn nhiều bánh chưng. Thì mình biết cái ngày lễ Tết bánh chưng là một cái món gì đấy rất là truyền thống và nhất quyết phải có trong một cái mâm cúng ngày Tết. Tất nhiên nếu các bạn như mình và các bạn đã ở bên gia đình 19 cái ngày Tết thì chắc hẳn là các bạn sẽ biết một lần Tết bố mẹ sẽ cúng và sẽ đặt hoặc là sẽ làm rất là nhiều bánh chưng. Thì trong nhà ít nhất cũng phải tầm 3-4 cái gì đấy. Và tất nhiên là các bạn không thể ăn hết trong một ngày. Thế cho nên là sau khi cúng xong, sau khi cúng Tết xong thì hạ hương xuống thì bọn mình sẽ ăn bánh chưng. Sau đấy sáng ngày hôm sau thì vẫn thừa bánh chưng. Thế là sẽ dàn bánh chưng để ăn. Xong rồi buổi trưa đấy mặc dù có ăn cơm nhưng nhất quyết là phải có một cái đĩa bánh chưng nào ở bên cạnh. Và tất nhiên là sẽ có một cái bát mật ong hoặc là bát đường gì đấy để chấm với bánh chưng. Rồi đến tối cũng thế, rồi đến sáng ngày hôm sau vẫn thừa bánh chưng, thế lại dàn bánh chưng ăn tiếp. Bánh chưng là một cái món rất là gây nghiện, đặc biệt là khi các bạn dàn nó lên để chấm với tương chin su, hoặc là các bạn để ăn không mà chấm với mật hoặc là chấm với đường thì nó rất là gây nghiện, và một khi đã ăn là không thể ngừng được luôn, đặc biệt là bánh chưng rán, đúng không béo? Đúng không? Chính xác nhỉ? Mình đã trải qua một cái Tết vào một cái năm nào đấy và 4 ngày liền thì mình đều ăn bánh chưng vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, và 4 ngày mình đã lên 4 cân. Thì đấy tất nhiên sẽ không phải là điều mà các bạn muốn đạt được trong năm mới, đúng không? Thì các bạn thường hay có cái khái niệm là đầu năm như thế này thì cả năm cũng sẽ như thế, đúng không? Thế cho nên là nếu như đầu năm các bạn tăng 4 cân thì không biết là cả năm các bạn sẽ tăng bao nhiêu cân đâu. Thì cho nên là các bạn không, đặc biệt sẽ không muốn bản thân mình overeating và tăng cân ngay trong mấy ngày đầu Tết như mình đâu. Cho dù có được mời dâng đến tận mồm cũng tuyệt đối không được ăn nhiều bánh chưng. Điều thứ ba các bạn cần phải lưu ý là trong sổ mình ghi là Sleeping Beauty. Thì giống như kiểu là Sleeping Beauty, công chúa ngủ trong rừng, thì các bạn sẽ không muốn nguyên cả mấy ngày Tết các bạn úp mặt ở nhà và ngủ, đúng không? Thế cho nên là thay vì giống như Aurora và chờ hoàng tử đến đánh thức dậy thì các bạn nên tự xách đít ra khỏi nhà và rủ bạn bè đi chơi. Bởi vì mấy ngày Tết là mấy ngày mà các bạn được nghỉ để dành thời gian đặc biệt cho gia đình, đi chúc Tết họ hàng, bạn bè thân quen, rồi là dành thời gian đi chơi, đánh bài, cà phê. Đấy, thế cho nên là các bạn sẽ không muốn úp mặt ở trong một cái phòng tối chỉ ngắm nhìn cái điện thoại và laptop cái phim và không đi chơi ở đâu cả.
rồi suốt ngày chỉ có dậy cắn hạt hướng dương và đi ngủ ấy. Đừng nên để phí những ngày nghỉ Tết mà hãy dành thời gian đấy để làm những cái gì đấy vui vẻ, có ích cùng với người thân bạn bè. Thực ra thì ngủ nhiều cũng sẽ lên cân và sẽ làm mình bị lú hay là bị ngu người cái gì á. Nói chung là ngủ nhiều nó cũng không tốt, mà thiếu ngủ nó cũng không tốt, cho nên là ngủ vừa và chơi vừa là hợp lý nhất. Sang đến điều thứ tư thì có thể một số bạn sẽ offend, phản đối và cảm thấy điều này rất là vô lý, nhưng mà mình nghĩ những ngày đầu Tết và những ngày trong Tết các bạn không nên thử một cái style nào mới, kiểu các bạn không nên thay đổi cách ăn mặc, cũng không nên thay đổi kiểu tóc và cũng không nên thay đổi cái kiểu make up trở thành cái gì đấy 360 độ so với các bạn bình thường. Điều mà các bạn có thể phản đối mình ở đây là các bạn bảo là trong năm mới thì các bạn muốn bản thân mình trưởng thành hơn, trở thành một con người mới, trở thành một kiểu một người như này như này như kia chẳng hạn, rồi bảo là tại sao kiểu bản thân mình muốn thay đổi mà cô Trang lại bảo là không nên thay đổi cái này cái kia. Thì tất nhiên là năm mới thì phải có nhiều thay đổi mới, nhưng mà các bạn có nguyên một năm dài để thay đổi, tại sao các bạn lại chọn đúng những ngày đầu Tết để các bạn thay đổi? Mình tin chắc là có rất nhiều bạn ở đây xem hình người ta cắt tóc ở trên Instagram xong rồi nghĩ trời ơi, có thể là mình cắt tóc đấy cũng sẽ đẹp, và ném nguyên cái đầu vào tiệm salon, giao cái đầu của mình cho anh cắt tóc và cắt kiểu cắt ngắn, làm xoăn, nhuộm nâu, nhuộm xanh, nhuộm đỏ hay là nhuộm hồng chẳng hạn. Xong rồi các bạn bước ra khỏi tiệm salon nhìn không khác gì một con sư tử 3 năm rồi chưa tắm. Hoặc là các bạn muốn kiểu tự dưng bản thân mình đang rất là nữ tính, muốn chuyển sang kiểu style bad girl chẳng hạn, thì các bạn sẽ không thể để một cái khuôn mặt nhìn ngây thơ trong sáng đáng yêu mặc với một cái bộ đồ mà nam không ra nam, nữ không ra nữ để đi chúc Tết được. Các bạn hiểu không? Nói chung là mình muốn các bạn đón một cái Tết yên bình và không bị bố mẹ la dầy là mày tại sao lại ăn mặc như con điên thế chẳng hạn, giống như mình ngày trước á. Cho nên là đây là những cái tips mà mình chia sẻ dựa trên những kinh nghiệm của mình thôi. Không lo, các bạn còn có 11 tháng còn lại để muốn thay đổi như nào thì thay đổi mà. Cho nên là đừng chọn những ngày đầu Tết để biến bản thân trở thành một cái gì đấy như kiểu cho cười cho thiên hạ. Điều thứ 5 là điều mà mình rất là ghét, bản thân mình rất là ghét, chị mình còn ghét hơn. Và vì đây là điều mình ghét cho nên là mình mong các bạn cũng sẽ không làm. Đấy là xịt quá nhiều nước hoa. Thì chắc chắn là sẽ có một số bạn rất thích đi mua nước hoa, rất thích ngửi mùi nước hoa, và khi mua về thì sẽ không sử dụng vào những ngày bình thường, mà chỉ có những ngày đi chơi, đi lễ, đi Tết như mấy ngày hôm nay thì mới dùng, đúng không? Đúng không? Thì cái việc mà các bạn gọi là xịt quá nhiều nước hoa hoặc là xịt quá tay á là một cái điều rất dễ xảy ra, các bạn hiểu không? Mình rất ghét cái kiểu mà kiểu có một cô gái đi qua. Đấy, thì mình đang đứng đây, có một cô gái đi qua, cô ấy đi xa tắp tít mù khơi rồi cái mùi nước hoa vẫn còn đọng lại chẳng hạn. Hoặc là mình ghét cái kiểu mà mình đang đi, hai người đang đi, mình đi sau lưng người ta, xong rồi mình ngửi thấy một cái mùi nước hoa thì cái người đấy không, nó coi như là không hôi đi, nhưng mà vì nó người ta xịt quá nhiều cho nên nó bị nặng và nó khiến cho cái gì ở trên mũi bị đau nhỉ, cái đầu mũi của mình bị đau á. Kể cho bạn nghe, bình thường khi mà mình đi tàu với chị mình, mà khi xuống tàu á, mà khi đi từ trong ga tàu đi ra, chắc chắn là 10 lần thì 8 lần kiểu gì chị mình cũng bảo eo ơi con, phía trước mùi nước hoa hôi như mùi nước mắm. Đặc biệt là đối với những bạn mà mũi nhạy cảm, cái thính, không phải thính, cái gì giác nhỉ? Thì đối với những bạn mà khứu giác nhạy cảm nữa thì chắc chắn là những bạn đấy sẽ rất là ghét. Ok, chấp nhận các bạn rất thích nước hoa, các bạn thích sử dụng nước hoa chẳng hạn, nhưng mà tiết chế, cực kỳ tiết chế luôn. Trừ những người cảm thấy không sao đi, có khi là bản thân các bạn cũng cảm thấy khó chịu vì lỡ tay xịt quá mùi nước hoa ấy, chưa kể là người đối diện cũng thấy khó chịu đâu. Xịt vừa phải đủ thơm, không nhất thiết phải nó phải thơm từ ngày này sang ngày khác đâu, mà chỉ cần tạo cho đối phương một cái cảm giác là à, người ta đã tắm rồi, người ta đã gội đầu rồi, người ta sạch sẽ và người ta rất là thơm tho, và mình muốn tiếp xúc với người ta, mình muốn nói chuyện, mình muốn cười đùa với người ta, thay vì eo ơi con này tắm hay chưa mà xịt một cái mùi rất hôi thế chứ. Đấy, kiểu thế. Và điều cuối cùng là một điều mà có thể các bạn không tưởng tượng đến được, nhưng mà mình khuyên các bạn là đầu năm
Tết nhất đến nơi, các bạn không nên tỏ tình với crush, không nên bày tỏ tình cảm của bản thân, đặc biệt là vào đêm giao thừa. Thì bình thường mấy cái đêm giao thừa, mấy cái quảng trường hay là mấy cái tụ điểm gì đấy thường sẽ tổ chức bắn pháo hoa, hay là tổ chức mấy cái lễ hội trước khi đón giao thừa, trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, kiểu trước khi đếm ngược Happy New Year. Thì một số bạn nam hay là một số bạn nữ có thể sẽ kiểu cố tình dù crush của mình đi xem giao thừa rồi kiểu đồng hồ vượt điểm sẽ tỏ tình các thứ, thì no, no, cực kỳ không nên luôn. Tối nay cậu có bận không? Cậu có ai đi coi pháo hoa giao thừa cùng chưa? Cậu có muốn đi cùng mình không? Bao cao su của tớ hết hạn vào năm 2020, cậu có muốn giúp tớ dùng không? Mục tiêu năm mới của mình là lost my virginity. Wanna help? Cậu đã đủ say để thấy mình đáng yêu chưa? Mình có thể trở thành sai lầm đầu tiên của cậu trong năm mới không? Mục tiêu năm mới của mình là biến cậu trở thành của mình. Đấy. Thì tất nhiên nếu như các bạn bày tỏ tình cảm và người ta khi mà đồng hồ vừa điểm 12 giờ rồi người ta bảo anh đồng ý các thứ rồi hai đứa đứng hôn nhau dưới bầu trời pháo hoa thì đồ đấy quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà các bạn không thể chắc chắn được là người ta sẽ đồng ý, hay là các bạn không thể chắc chắn được là người ta cũng thích bạn hay là cái gì đấy và cũng sẽ muốn cùng bạn nắm tay chung một con đường từ bây giờ đến hết năm. Thế nên để đảm bảo an toàn cho bản thân và để đảm bảo an toàn hạnh phúc của bạn từ bây giờ đến cuối năm thì các bạn tuyệt đối không nên tỏ tình với crush vào mấy ngày đầu Tết, đặc biệt là đêm giao thừa. Và đấy là 6 điều mà mình mong là các bạn sẽ không làm vào dịp Tết đầu năm. Thì các bạn phải biết là cô Trang làm riêng một cái video này để chia sẻ những điều này, mong các bạn không làm để các bạn có thể đón được một cái Tết yên an lành. Nếu các bạn cảm thấy những điều cô Trang nói là hợp lý thì đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh cho cô Trang nha. Mọi thông tin của Trang sẽ có ở phía dưới phần description. Và mình muốn nhắc cho các bạn là những video tiếp theo của series Một Tí Tết 2020 sẽ là những cái video rất là hay và rất là thú vị, và mình không thể chờ để làm và cũng có một chút sợ hãi khi làm. Nên là nếu như các bạn chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe để không bỏ lỡ một tập nào trong series Một Tí Tết 2020 nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Chúc các bạn một ngày tốt lành và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới của series Một Tí Tết 2020 nha. Bye bye.